Từ những tín hiệu tích cực về thị trường, hạt gạo Việt sẽ còn làm nên nhiều chuyện trong năm mới Quý Mão 2023. Tương lai rộng mở đang ở phía trước và khai thác tối đa giá trị các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có cây lúa hạt gạo, sẽ là hướng đi bền vững và phù hợp với xu thế. Ngoài quy trình canh tác đạt chuẩn, thì công nghệ là yếu tố then chốt để kéo dài chuỗi giá trị của ngành hàng lúa gạo. Ngoài trích xuất dầu từ cám, doanh nghiệp này đầu tư máy móc để ép trấu thành viên. Loại chất đốt này đang có thị trường rất lớn, nhờ giá thành rẻ hơn từ 30 đến 60% so với các chất đốt khác. Còn phần bã trấu sau quá trình ép lại được tái sử dụng làm phân bón. Trong tương lai không xa, khi nói về ngành hàng lúa gạo xuất khẩu, sẽ có thêm các danh mục mới như viên nén trấu, cám trích ly, dầu cám khô, dầu ăn tinh luyện, cám sấy.